Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ tư ngày 1 tháng 2 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm 748 năm ngày tướng quân Phạm Ngũ Lão ra quân đánh giặc giữ nước. Phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023. Các địa phương tổ chức giao lưu, gặp mặt, tặng quà cho tân binh chuẩn bị nhập ngũ. Cháy chợ dân sinh trung tâm thương mại xã Dân Tiến. Phát hiện các đối tượng sản xuất, buôn bán mì chính giả. Sáng nay tại đền Phù Ủng, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 748 năm ngày tướng quân Phạm Ngũ Lão ra quân đánh giặc giữ nước và khai hội đền Phù Ủng. Dự lễ dâng hương có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đông đảo nhân dân địa phương và du khách gần xa. Phạm Ngũ Lão là một danh tướng xuất sắc của nhà Trần. Ông sinh ra và lớn lên tại làng Phù Ủng, huyện Đường Hào, Phủ Thượng Hồng, nay là xã Phù Ủng, huyện Ân Thi. Từ một người dân thường, ông nuôi chí lớn tham gia chống giặc và đã được Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn phát hiện và tiến cử, trở thành một vị tướng lừng danh, được sử sách ca ngợi và trở thành huyền thoại trong lòng nhân dân. Để tưởng nhớ vị tướng tài danh, người dân làng Phù Ủng, huyện Ân Thi đã lập đền thờ Phạm Ngũ Lão ngay trên nền nhà cũ của gia đình ông. Hàng năm, nhân dân địa phương lại tổ chức lễ hội truyền thống nhằm tưởng nhớ công lao của vị tướng tài ba đã góp phần cùng triều đình nhà Trần đánh thắng quân xâm lược Nguyên Mông. Lễ dâng hương tưởng niệm tướng quân Phạm Ngũ Lão đã diễn ra trang trọng, đảm bảo an ninh trật tự. Lễ hội đền Phù Ủng được diễn ra từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 3 tháng 2 năm 2023 với nghi thức rước cung phi Tĩnh Huệ, con gái Phạm Ngũ Lão, về đền để trình tra cùng nhiều hoạt động thể thao văn nghệ lành mạnh. Rất là phấn khởi vì đền di tích lịch sử văn hóa đền Phù Ủng này đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di tích cấp quốc gia, nên là cái tinh thần của nhân dân địa phương cũng như là của quý khách thập phương rất là phấn khởi. Với người dân xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tướng quân Phạm Ngũ Lão chính là niềm tự hào, là biểu tượng của tinh thần yêu nước và khí phách dân tộc. Lễ dâng hương tưởng niệm ngày tướng quân Phạm Ngũ Lão ra quân đánh giặc giữ nước nhằm tri ân và tôn vinh người anh hùng dân tộc, đồng thời khẳng định những giá trị tiêu biểu độc đáo của lễ hội đền Ủng, một lễ hội trọng điểm trong kho tàng văn hóa Việt Nam, từ đó khơi dậy niềm tự hào về mảnh đất, con người quê hương Ân Thi anh hùng. Sáng nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan trung ương tổ chức họp báo trực tuyến phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tư tưởng của Đảng lần thứ 3. Đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, dự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên. Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu chưa được đăng tải, công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài có bài viết chính luận phù hợp. Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 2 bài viết, có thể là tạp chí, báo in, báo điện tử và loại hình phát thanh, truyền hình. Cuộc thi bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày 1 tháng 2 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2023. Đây là hoạt động thiết thực góp phần triển khai có hiệu quả nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Các bài viết chính luận tập trung vào các nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo sự đồng thuận và xây dựng niềm tin của nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, bảo vệ những thành quả cách mạng, nền văn hóa và những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Sáng nay tại huyện Khoái Châu, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã tham gia trồng hàng cây công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức. Hàng cây công đoàn được trồng trên đoạn đường dẫn vào khu di tích Đền Đa Hòa thuộc xã Bình Minh, huyện Khoái Châu. Tổng số 130 cây bằng lăng trị giá gần 130 triệu đồng được trồng trên gần 1 km. Toàn bộ số tiền mua cây xanh đều do tổ chức công đoàn vận động các đơn vị doanh nghiệp ủng hộ. Đây là hoạt động thường niên của Liên đoàn Lao động tỉnh trong những dịp đầu xuân, mang ý nghĩa thiết thực, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.
Sáng nay, các huyện Văn Giang, Tiên Lữ, Yên Mỹ, Kim Động và Khói Châu đã tổ chức giao lưu thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc năm 2023. Buổi giao lưu gặp mặt tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ ở huyện Văn Giang diễn ra tại trường Trung học phổ thông Văn Giang. Dự buổi giao lưu có đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Giang, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo huyện cùng 180 tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ tại các xã, thị trấn trong huyện. Tại buổi giao lưu, Ủy ban nhân dân huyện Văn Giang đã tặng giấy khen cho 14 tân binh ưu tú và tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2023, trao quà và hỗ trợ cho 10 tân binh có hoàn cảnh khó khăn. Tại huyện Tiên Lữ, buổi giao lưu diễn ra trong không khí ấm áp của những ngày đầu năm mới. 177 thanh niên chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân cùng với học sinh trường Trung học phổ thông Tiên Lữ đã giao lưu, tìm hiểu về truyền thống của quân đội, của quê hương, về đơn vị nhận quân và một số chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, những tâm tư, tình cảm của bậc cha, mẹ có con chuẩn bị nhập ngũ. Tại huyện Yên Mỹ, 239 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này cùng hàng trăm học sinh trường phổ thông Trung học huyện Yên Mỹ đã đến tham gia buổi giao lưu. Tại buổi giao lưu, thông qua những câu hỏi, các thanh niên còn được trực tiếp tìm hiểu về luật nghĩa vụ quân sự, trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân, nhiệm vụ của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, qua đó nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình với Tổ quốc. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, các ngành, đoàn thể đã tặng quà động viên các thanh niên. Tại huyện Kim Động, hơn 200 thanh niên chuẩn bị nhập ngũ cùng các đại biểu là cựu chiến binh, cựu quân nhân, đại diện đơn vị nhận quân, thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện và các em học sinh đã ôn lại truyền thống hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng với cả dân tộc kiên cường đấu tranh bảo vệ nền độc lập tự do cho Tổ quốc, tìm hiểu luật nghĩa vụ quân sự, quyền và nghĩa vụ của công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tại trường Trung học phổ thông Khói Châu, các đại biểu cùng 300 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự của huyện Khói Châu và 200 học sinh các trường Trung học phổ thông Khói Châu, Trung học phổ thông Phùng Hưng, Trung học phổ thông Trần Quang Khải và Trung học phổ thông Nguyễn Siêu được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, tình đoàn kết quân dân, người chiến sĩ trên mặt trận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghe giới thiệu những tấm gương thanh niên tiêu biểu tự nguyện đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự, được giới thiệu đôi nét về các đơn vị nhận quân. Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 2, hơn 2.000 thanh niên ưu tú của tỉnh Hưng Yên sẽ chính thức lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong số đó có nhiều thanh niên, dù nằm trong diện được tạm miễn, hoãn nghĩa vụ nhưng vẫn quyết tâm tình nguyện lên đường nhập ngũ. Chính trách nhiệm của các tân binh đã góp phần hoàn thành chỉ tiêu tuyển gọi thanh niên nhập ngũ năm 2023, giảm bớt những khó khăn trong công tác tuyển gọi ở một số địa phương, ghi nhận tại thành phố Hưng Yên. Căn nhà nhỏ, cũ nát ở thôn Phương Trung, xã Phương Triều này là nơi thanh niên Nguyễn Văn Đông cùng em gái Ta Túc cùng ông bà nội đã gần 80 tuổi. Bố đau ốm thường xuyên, mẹ bỏ đi, lại vừa tốt nghiệp lớp 12. Với thực tế này, Đông đang trong diện được tạm hoãn. Thế nhưng với trách nhiệm công dân, tiếp nối truyền thống gia đình, Đông vẫn quyết tâm nhập ngũ đợt này. Đây là trách nhiệm nghĩa vụ của mỗi công dân. Tiếp nối truyền thống của cha ông, nhà cháu thì có 4 đời là đi bộ đội. Cháu cảm thấy vui, thoải mái và lúc nào cũng sẵn sàng để lên đường. Tương tự như vậy, chàng trai 18 tuổi Phan Văn Thuận ở thôn 6 xã Quảng Châu là con duy nhất của gia đình, cũng trong diện được tạm miễn hoãn. Song Thuận vẫn tạm dừng công việc tại xí nghiệp may mùng 1 tháng 5 để lên đường làm nhiệm vụ. Dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nhưng mọi người trong gia đình rất vui vẻ động viên. Tiếp nối truyền thống coi như là trong gia đình, con gia lớn là phải đến tuổi nghĩa vụ là phải đi. Thì cháu đi khám thì nói chung là được, thì bố mẹ giờ thì vẫn động viên cháu là bảo thôi được thì con cứ ăn xong Tết là con lên đường. Tôi vẫn động viên cả cháu nội cháu ngoại, nếu mà cháu đi khám mà được thì cháu cứ lên đường nhập ngũ hết nghĩa vụ cháu về. Trên địa bàn thành phố Hưng Yên, nhiều thanh niên có tư tưởng trốn tránh, cố tình không tham gia khám tuyển, khiến cho địa phương này gặp khó khăn trong việc gọi tuyển. Điển hình như xã Hoàng Hanh tuyển gọi được 5, xã Tân Hưng được 6 thanh niên. Thành lập tổ liên ngành xử lý các trường hợp chống trốn, đã trực tiếp xuống gia đình tìm ra các địa chỉ của các công dân ở trên các địa bàn thành phố và ở ngoài địa bàn. Chúng tôi tổ chức các cái tổ trực tiếp để đến gặp trực tiếp các công dân để động viên các cháu về thực hiện nhiệm vụ quân sự. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã trình Ủy ban thành phố ra quyết định xử phạt hành chính theo nghị định số 37 để răn đe các cái trường hợp mà cố tình chống trốn, để làm cái gương cho các cái công dân mà các cái năm tiếp theo có cái biểu hiện chống trốn như vậy.
Bên cạnh những biện pháp quyết liệt của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố trong công tác tuyển gọi công dân lên đường nhập ngũ, thì sự quyết tâm, tinh thần tình nguyện của các thanh niên nằm trong diện miễn hoãn nghĩa vụ quân sự đã góp phần to lớn để thành phố Hưng Yên khắc phục khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu tuyển gọi 181 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong khi ở một số khu di tích, đền, chùa trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng tự đẩy phí trông xe lên cao trái với quy định gây bất bình cho du khách, thì ở Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, việc trông giữ xe cho du khách được triển khai hoàn toàn miễn phí từ nhiều năm nay. Thay vì phân công lực lượng trông giữ xe để thu tiền, thì 4 năm nay, tổ bảo vệ gồm 6 người làm việc tại Chùa Chuông lại có nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và trông giữ xe miễn phí cho du khách 24/24 giờ. Ca ngày thì có 3 người, ca tối là 3 người. Và nhiệm vụ chính của chúng tôi ở đây là trông giữ và đảm bảo an ninh trật tự của chùa và trông giữ xe miễn phí cho Chùa Chuông, kể cả xe máy lẫn ô tô. Và chúng tôi cũng có phát vé, ghi vé cho du khách để tránh cái tình trạng mất mát xe cho du khách. Và còn những các hành lý mà du khách để ở trong xe này là chúng tôi cũng đảm bảo an ninh giữ gìn như thế này. Chùa Chuông nằm trong quần thể di tích Phố Hiến, được mệnh danh là Phố Hiến đệ nhất danh thắng, thu hút đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh tới tham quan chiêm bái. Đặc biệt, những ngày lễ, Tết, lượng du khách đổ về chùa rất đông, có những ngày lên tới hàng nghìn phương tiện. Khi đến thì bảo vệ có xe sao, vé xe và hoàn toàn miễn phí, không phải mất một khoản phí gì, xe cộ để rất gọn gàng. Ô tô hoặc là xe máy đến đây đều có bảo vệ để trông nom rất là cẩn thận. Việc trông xe miễn phí và làm tốt công tác đảm bảo an toàn trật tự tại đây đã để lại cảm nhận thân thiện, bền vững trong mỗi du khách khi đến với Chùa Chuông. Nhằm huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân nhằm hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật. Đối tượng lấy ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi bao gồm các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, các cơ quan nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội thành viên của mặt trận, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các tổ chức xã hội doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác, các trường đại học, cao đẳng, chuyên gia và nhà khoa học trên địa bàn tỉnh. Nội dung lấy ý kiến gồm toàn bộ dự thảo luật đất đai sửa đổi, gồm bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo luật đất đai sửa đổi, một số vấn đề trọng tâm của dự thảo luật gồm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, phát triển quỹ đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai, cơ chế, chính sách tài chính, giá đất, chế độ quản lý sử dụng các loại đất, phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực, hộ gia đình sử dụng đất, đồng thời lấy ý kiến các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng. Thời gian lấy ý kiến bắt đầu từ ngày 3 tháng 1 và kết thúc vào ngày 15 tháng 3 năm 2023. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp lấy kết quả để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 19 tháng 3 năm 2023. Năm 2022, các doanh nghiệp khu vực ngoài quốc doanh nộp thuế vượt gần 30% dự toán. Trong đó có nhiều doanh nghiệp trọng điểm có số nộp tăng cao. Điển hình như Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội Hưng Yên 89 nộp tăng trên 86 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Vinglasera Yên Mỹ Hưng Yên tăng 56 tỷ đồng. Chi nhánh Hưng Yên Công ty Cổ phần Daikin Việt Nam tăng 48 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Tường miền Bắc tăng 37 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc tăng 23 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Bia rượu nước giải khát Hà Nội tăng 21 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Thực phẩm và Đồ uống Quốc tế tăng 20 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Rượu bia nước giải khát Aroma tăng 18 tỷ đồng. Các doanh nghiệp này đã góp phần thu thuế khu vực ngoài quốc doanh đạt gần 5.000 tỷ đồng. Nhằm ngăn chặn chuột gây hại đối với sản xuất nông nghiệp, vụ xuân năm nay ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tổ chức triển khai chiến dịch diệt chuột vụ xuân 2023 từ tháng 1 đến hết tháng 3. Để thực hiện có hiệu quả chiến dịch diệt chuột, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh triển khai kế hoạch, chủ trương, biện pháp diệt chuột đến các địa phương. Đồng thời phối hợp tổ chức tập huấn cho 100% các xã, phường, thị trấn có diện tích sản xuất nông nghiệp. Các địa phương thành lập tổ, đội diệt chuột, phân công trách nhiệm các thành viên phụ trách các tổ, đội sản xuất, cụm dân cư, quán triệt chủ trương và tập huấn, cấp tài liệu hướng dẫn về phòng trừ chuột hại và hướng dẫn sử dụng bả anti-mice 3DP. Chiến dịch được chia làm hai đợt. Trong đó đợt 1 được triển khai tập trung từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 1 đối với các địa phương trồng rau màu vụ xuân sớm và diện tích đổ ải sớm. Từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 2 đối với các địa phương đổ ải đợt 2.
đề nghị các địa phương lưu ý một số các cái giải pháp mà cần thực hiện. Thuốc antimai phải được trộn theo đúng cái tỷ lệ liều lượng theo hướng dẫn trong kế hoạch, và cụ thể là 1 kg thóc làm bả ngâm thành mộng mạ hoặc là luộc để nứt vỏ, sau đó là trộn thuốc được bả với cái tỷ lệ bả là cứ 1 kg thuốc là dao động sẽ được 30 cho đến 50 kg bả, và ta đặt ở các cái khu vực chuột hoạt động gần cái khu vực mà chúng ta sản xuất lúa cũng như là cây rau màu. Chiến dịch diệt chuột vụ xuân được triển khai thực hiện đồng loạt nhằm ngăn chặn tác hại do chuột gây ra đối với sản xuất và đời sống dân sinh ngay từ đầu vụ. Do vậy, các cấp, ngành tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động nguồn lực để diệt chuột đồng bộ, hiệu quả trong thời gian chiến dịch. Khoảng 20 giờ 45 phút ngày 31 tháng 1, tại chợ dân sinh của Trung tâm Thương mại xã Dân Tiến, huyện Khói Châu đã xảy ra vụ cháy lớn. Theo thông tin ban đầu, tại khu vực xảy ra cháy chủ yếu là các gian hàng bán đồ khô như vàng mã, bát đũa, đồ nhựa nên đám cháy đã lan nhanh với diện tích ảnh hưởng khoảng 1.000 m². Chúng tôi đang ngồi uống nước ở trong quán hải sản thì nhìn thấy khói và lửa bốc lên ở khu giữa chợ, thì lúc đó bọn tôi vội vàng chạy ra thì thấy 3-4 người đang múc nước dập lửa, bọn tôi cũng chạy vào bọn tôi dập lửa, thế nhưng mà cái ngọn lửa nó bén quá nhanh, nhìn thấy lửa cháy nhưng mà mọi người bất lực. Gọi xe cứu hỏa thì xe cứu hỏa hôm qua ra rất nhanh, chỉ có khoảng 10 phút là xe cứu hỏa đã có mặt. Thế nhưng mà nó chỉ trong vòng khoảng 20 phút là cháy lan cháy hết chợ luôn. Với sự tham gia tích cực chữa cháy của người dân, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng, đến khoảng 23 giờ cùng ngày, đám cháy đã được khống chế, không gây cháy lan tới các khu vực xung quanh chợ và không có thương vong về người. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đồng thời thống kê thiệt hại về tài sản của 30 tiểu thương đã bị đám cháy thiêu rụi. Công an huyện Tiên Lữ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Huế về tội sản xuất hàng giả là phụ gia thực phẩm và Bùi Thị Hôm về tội buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm theo khoản 1, điều 193 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, vào ngày 16 tháng 12 năm 2022, tại thôn Cao Đông, xã Nhật Tân, Công an huyện Tiên Lữ, phát hiện Bùi Thị Hôm, sinh năm 1960, trú tại thôn Tất Viên, xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ, đang bán 2 gói mì chính, loại 1 kg, bên ngoài ghi chữ Ajinomoto, nghi là mì chính giả, cho khách hàng. Qua đấu tranh, Bùi Thị Hôm khai nhận 2 gói mì chính trên mua của Phạm Thị Huế, sinh năm 1980, ở thôn Nội Lăng, xã Thủ Sĩ. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phạm Thị Huế, lực lượng công an thu giữ 2 gói mì chính loại 1 kg và 3 gói mì chính loại 454 g. Bên ngoài đều ghi chữ Ajinomoto cùng nhiều dụng cụ phụ gia để đóng gói mì chính và các vật chứng có liên quan. Tại cơ quan điều tra, Huế khai nhận đã mua mì chính không rõ nguồn gốc xuất xứ về đóng gói vào các túi ni lông có ghi chữ Ajinomoto để bán kiếm lời. Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, Cục Quản lý Thị trường tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý 10 vụ vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tổng số tiền thu phạt nộp ngân sách nhà nước trên 215 triệu đồng. Hàng hóa vi phạm bị phát hiện, xử lý chủ yếu là quần áo các loại, phụ kiện điện thoại, đồ điện dân dụng, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử. Xác định công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Cục Quản lý Thị trường tỉnh tăng cường công tác kiểm tra những khu vực tập kết hàng hóa gần khu công nhân, các chợ đầu mối, những địa bàn hàng hóa trọng điểm, đồng thời phân công nhiệm vụ và xác định rõ trách nhiệm quản lý, kiểm soát địa bàn cho từng đội quản lý thị trường, xây dựng phương án tổ chức lực lượng, phương tiện tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng pháo nổ, mặt hàng tiêu dùng nhiều trong dịp Tết. Qua đó đã góp phần ổn định thị trường, bảo đảm quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng.